Phong thủy Tam Nguyên xin kính chào các cô chú, anh chị và các bạn đang theo dõi kênh tư vấn hồ sơ phong thủy của Phong thủy Tam Nguyên. Tôi là Phát Tài, bên cạnh tôi đây là anh Đức Trung. Chúng tôi đều là những trợ lý trong đội ngũ tư vấn của thầy Tam Nguyên. Nhân dịp đầu xuân năm mới thì bên công ty Phong thủy Tam Nguyên chúng tôi và đội ngũ trợ lý tư vấn cũng nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi xoay quanh cái việc là độc thổ làm nhà trong năm 2020 canh tí này. Phong thủy Tam Nguyên và đội ngũ trợ lý của thầy Tam Nguyên chúng tôi nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi cũng như là những cái thắc mắc của anh chị về vấn đề là động thổ cũng như là xây dựng nhà cửa trong năm 2020 này. Vậy nên là qua cái video này thì chúng tôi có sưu tầm cũng như là tổng hợp một số cái câu hỏi chi tiết cũng như là nhiều người mắc phải, nhiều người gặp phải và mong muốn được giải đáp. Thì hôm nay anh Đức Trung và tôi sẽ hỗ trợ anh chị và giải thích rõ hơn để anh chị nắm được về cái vấn đề động thổ xây dựng. Vâng, chào anh Đức Trung. Vâng, okay, thì có một số câu hỏi tổng hợp được thì chúng ta bắt đầu vào câu đầu tiên. Anh Tuấn ở Bắc Ninh có câu hỏi như sau: chào Phong thủy Tam Nguyên, nhờ Tam Nguyên mà mình thêm kiến thức hay về phong thủy, môn mà chưa bao giờ mình nghĩ tới. Nhà mình hướng Bắc, giờ không biết 2021 có làm được không. Mình sinh ngày 8 tháng 11 năm 1988. Cảm ơn chương trình, chúc thầy Tam Nguyên cùng các trợ lý nhiều sức khỏe. Vâng, cảm ơn anh Tài. Kính thưa các cô chú anh chị và các bạn, thì thông qua cái phần giải đáp thắc mắc mà video này đăng tải thì rất mong rằng là anh Tuấn cũng như các cô chú anh chị khác có những cái câu hỏi gửi về thì theo dõi cũng như là đón nhận những cái phần giải đáp để cái quá trình mình động thổ làm nhà trở nên dễ hơn. Thưa anh Tuấn ở Bắc Ninh, là thông tin anh đưa ra đó, nhà anh là nhà hướng Bắc và anh thắc mắc là năm 2021 thì anh có làm được hay không, đúng không ạ? Và anh có cung cấp thêm là anh sinh năm 1988 Mậu Thìn. Thì cơ bản ở đây rằng là anh mới đưa cái thông tin là có thông tin năm sinh của anh là 1988 Mậu Thìn thôi, không biết là anh đã lập gia đình chưa. Nếu như anh đã lập gia đình rồi thì anh có thể cung cấp thêm cái thông tin của thành viên gia đình anh bao gồm là vợ và các con anh nữa thì sẽ chính xác hơn. Ở đây là anh cũng có đưa thông tin ở hướng Bắc, thì về cơ bản rằng là hướng Bắc thì chúng ta biết rằng là hướng Bắc nó sẽ có cái giải độ từ 337,5 độ cho đến 22,5 độ, nó bao gồm ba xu hướng là Nhâm, Tý và Quý. Thì cũng không biết là cụ thể là hướng nhà anh hướng Bắc là nó rơi vào xu hướng nào để chúng ta luận giải cái yếu tố về khai sơ đồ hướng nó chính xác hơn. Nhưng nếu như là hướng Bắc thì chúng ta biết rằng là năm 2020 này chắc chắn chúng ta không động thổ được. Thì có lẽ là anh Tuấn là cũng theo dõi những video trước đó của Phong thủy Tam Nguyên giải đáp rồi và cũng biết câu trả lời đó, hướng Bắc năm 2020 chúng ta không động thổ được. Cho nên anh đặt câu hỏi năm 2021 thì có làm được cái công, đúng không ạ? Thực tế tại sao lại trả lời là 2020 không làm được cái nhà hướng Bắc này? Vì rằng là chúng ta biết chúng ta làm nhà trong đấy căn cứ trên yếu tố vận khí của đất. Bởi vậy cho nên chúng ta phải xem ra là các yếu tố thần sát và thiên khí, địa khí trong cái năm 2020 này nó có được đắc vận hay không đối với hướng nhà của mình để quyết định được có làm được hay không. Thì câu trả lời đối với cái nhà hướng Bắc năm 2020 thì dĩ nhiên chúng ta không làm được. Vì rằng là năm 2020 thì năm Canh Tý, đúng không ạ? Thái Tuế đến cái phương Bắc. Chúng ta làm cái nhà mà hướng thẳng đến Thái Tuế thì không khác gì chúng ta đang đối đầu trực diện với một trong những cái thần sát rất lớn mà trong phong thủy dân gian hay phong thủy hiện đại chúng ta vẫn luôn kiêng kỵ yếu tố thần sát này, đó chính là Thái Tuế, đúng không anh Tài? Đúng rồi. Do đó rằng là với cái việc nhà hướng Bắc năm 2020 chúng ta không làm được là do Thái Tuế. Cái thứ hai đó là năm 2020 Canh Tý thì Thân Tý thì Tam Hợp, do đó rằng là ba cái phương là Tị, Ngọ và Mùi nó rơi vào cái yếu tố về tam sát, tức là tai sát, kiếp sát và tuế sát, nó đều rơi vào ba phương Tị, Ngọ, Mùi này. Do đó chúng ta xây cái nhà mà tọa nam hướng Bắc, tức là biết đâu nó sẽ có thể là rơi vào nó tọa ngọ hướng Tý hoặc tọa vào bất cứ cái sơn hướng nào của phần phương Nam, tức là phần tọa, thì cũng không làm được nốt. Do đó rằng là xây cái nhà mà tọa vào tam sát là một trong những cái yếu tố mắc phải yếu tố phạm phong thủy rất lớn mà chúng ta không làm được. Do đó chắc chắn cái nhà hướng Bắc bao gồm là ba số hướng là Nhâm, Tý, Quý có giải độ từ 347,5 độ cho đến 22,5 độ, chúng ta phải động thổ cho năm 2021, đúng không ạ? Thì với một cái điều là năm 2021 thì với cái nhà hướng Bắc này thì lại làm được anh Tuấn nhé. Nhờ hướng Bắc năm 2021 thì sẽ làm được. Cụ thể cái tháng vượng nào để chúng ta triển khai ấy, thì anh theo dõi tiếp cho đến từ giờ cho đến tầm khoảng đến cuối năm. Thì lúc đấy là thầy Tam Nguyên cũng như các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Diệu Thế Giới sẽ có phần luận giải liên quan yếu tố về khai sơn lập hướng. Thì sẽ có cái chi tiết cái tháng vượng để mà anh triển khai động thổ. Còn thông báo trước với anh là năm 2021 thì nhà hướng Bắc mới có thể động thổ làm được, còn năm 2020 chúng ta không nên làm. Đó, thì ở đây nếu anh Tuấn mà có tham gia phần lắng nghe câu giải đáp của Phong thủy Tam Nguyên này ấy, thì anh có thể tương tác thêm, anh đặt ra, anh cung cấp thêm thông tin bao gồm là hướng Bắc nhà anh là đo sẽ là bao nhiêu độ, tiếp nữa là năm sinh các thành viên gia đình anh nữa, đặc biệt là năm tháng ngày và giờ sinh của các thành viên gia đình anh bao gồm là vợ anh này, các con trong nhà này, thì để Phong thủy Tam Nguyên chúng tôi có thể là luận giải một cách chi tiết hơn, xem là thông tin tuổi các thành viên gia đình anh này thì có vượng long với lại cái trạch nhà tọa nam hướng Bắc này hay không, và cái năm 2021 thì chúng ta nên triển khai vào cái tháng vượng là tháng nào. Khi mà xác định được vận khí nó tốt rồi thì điều quan trọng tiếp theo chúng ta xác định đó là vận
vào cái tháng vượng để chúng ta làm, đúng không ạ? Như tháng vượng chúng ta đã nói trong những video trước đó là chúng ta căn cứ về yếu tố về nhật nguyệt đáo sơn, đúng không ạ, để chúng ta tính toán cái tháng vượng. Khi mà có tháng vượng rồi chúng ta lại chốt tiếp đến cái năm tháng ngày giờ để chúng ta triển khai động thổ, và tuổi động thổ, vị trí động thổ cũng như những cái hướng dẫn nghi lễ mà thực hiện cái việc động thổ này, thì Phong Thủy Thái Nguyên cũng như đội ngũ trợ lý bao gồm có Đức Trung, Phát Tài hay các anh em trợ lý khác thì cũng sẽ tiến hành là tư vấn các cô chú chị một cách rất là kỹ lưỡng và rất là cụ thể. Do đó là cái phần thông tin đầu vào của các cô chú chị cũng cần phải cụ thể thì mới có thể giải đáp được. Bởi vậy cho nên rằng là lưu tâm với các cô chú chị khác nữa là chúng ta sẽ đặt câu hỏi bao gồm các thông tin như sau. Bao gồm thứ nhất là hướng nhà mình, hướng nhà đo được bao nhiêu độ thì càng tốt các cô chú anh chị nhé. Vì rằng là cái hướng nhà đấy nó không chỉ là hướng Bắc hay hướng Nam hay hướng Đông hay hướng Tây hay Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc, mà chúng ta đo được chính xác đến độ số thì nó còn luận giải đến từng sơn hướng một. Vì chúng ta biết rằng là một cái mặt la bàn là 360 độ, đúng không anh Tài? Đấy, chúng ta chia ra làm 8 hướng thì chúng ta có 45 độ một cung hướng như thế. Tuy nhiên là trong phong thủy chúng ta lại xét tiếp đến ba hướng nhỏ trong cái hướng đấy, tức là ví dụ hướng Bắc như cái chúng có nói là bao gồm nhâm ký quý, đúng không ạ, thì cái hướng Bắc đấy là 45 độ đấy chia ra là 3, tức là mỗi một cái hướng nó là 15 độ thì chúng ta xét đến 8 x 3 là bằng 24 sơn hướng. 24 sơn hướng chính là 24 sơn hướng nạp bởi 12 địa chi, 8 thiên can và tứ duy nạp vào chúng ta sẽ bằng 24 sơn hướng. Thì mỗi một sơn hướng này nó mang yếu tố về vận khí khác nhau qua từng năm mà các thần sát đáo đến, do đó chúng ta phải luận giải thật kỹ xoay quanh những cái yếu tố độ số này. Thì các cô chú chị đo được cái hướng Bắc là bao nhiêu độ thì chính xác hơn. Chúng ta sử dụng ứng dụng La Bàn Việt chúng ta đo rất là tốt, hoặc là sử dụng cái La Kinh tổng hợp Ngọc Phúc Đường để đo thì nó cũng chính xác hơn nữa. Đó. Tiếp nữa là cái thông tin của các thành viên gia đình cũng cần phải chính xác. Ở đây anh Tuấn mới đưa là 1988, là tuổi anh Mậu Thìn. Còn lại các thành viên khác thì cũng chưa có, thì không biết là anh đã lập gia đình chưa. Nếu như có vợ có con rồi thì anh cung cấp thêm nhé. Đấy. Thì khi đấy thì Phong Thủy Thái Nguyên mới có thể trả lời anh được rằng là tuổi của các thành viên gia đình anh này có hợp long với lại cái trạch nhà này không, với lại là cái hướng này của anh thì năm 2020 hay 2021 hay các năm khác thì có động thổ làm được không. Đấy, tự chung lại với anh đó là năm 2020 hướng Bắc thì không làm được, 2021 thì làm được, còn chi tiết tháng nào vượng để triển khai hay năm tháng ngày giờ nào thì xin hẹn anh vào cái thời điểm cuối năm thì chúng tôi sẽ trả lời anh một cách chính xác hơn. Do đó rằng là anh nên theo dõi Phong Thủy Thái Nguyên thường xuyên và có thể gọi đến số 1900 292 bấm nhánh số 2 để gặp các đội ngũ trợ lý và cung cấp lại các cái thông tin chi tiết, thế thì Phong Thủy Thái Nguyên sẽ giải đáp một cách nó chi tiết hơn nữa và trả bằng những cái phiếu kết quả rất là cụ thể nhé. Cảm ơn anh Đức Trung. Dạ vâng. Anh Tuấn, ở đây là anh Đức Trung đã giải thích rất là kỹ càng về cái việc là công việc của anh Tuấn, cũng như là có những cái câu hỏi thắc mắc của những anh chị khác và muốn làm nhà hướng Bắc trong năm 2020 hay năm 2021 tới thì cần phải cung cấp thêm một số thông tin cần thiết. Anh Tuấn lưu ý như vậy. Vâng.